Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là sáng ngày 10 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị một bức hoành phi bằng gỗ gụ nữa. Bức hoành phi bằng gỗ gụ này có kích thước là 1m97, rộng 67, và toàn bộ phần ván bên trong là chúng tôi làm dày 2 phân, được chạm 3 chữ Đức Lưu Quang cho khách hàng ở Hà Nội, và xen kẽ giữa 3 chữ nho là chúng tôi có đục tứ quý 4 mùa xuân hạ thu đông, hay là còn gọi là tùng cúc trúc mai. Toàn bộ phần khuôn là chúng tôi làm dày 6 phân và to 10 phân, được chặt gấm hoa chanh và đục hoa hồng. Phần khuôn ngang là chúng tôi đục cây tùng. Tùng cúc trúc mai đủ 4 mùa, và giữa là chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang vì đây là chữ Hán. Và bức hoành phi này cũng được chúng tôi dịch phụ đề xuống phía dưới rồi. Bên trên phần khuôn là chúng tôi đục cuốn thư, và xung quanh phần lòng ván là chúng tôi chạy chữ công. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Trong thời gian này thì chúng tôi sản xuất và cung ứng ra ngoài thị trường cho các cửa hàng rất nhiều những mẫu hoành phi như này. Số lượng của các cửa số đơn đặt hàng của các cửa hàng đã lên rất nhiều, nên chúng tôi sản xuất ngày đêm để cho kịp hàng. Thì quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vì trung bình một ngày chúng tôi tải từ 2 đến 4 video để quý vị có thể tiện theo dõi. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bức hoành phi bằng gỗ gụ đây. Chiều dài là 1m97, chiều rộng 67. Và quý vị có đặt kích thước khác thì chúng tôi cũng vẫn làm, vì chúng tôi là cơ sở sản xuất, nhận đặt hàng theo yêu cầu. Hoành phi còn một kích cỡ nữa là 2m37 hoặc 2m17, dài hơn kích cỡ 1m97 để cho các phòng thờ to. Để chúng ta cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh đây, bức hoành phi bằng gỗ gụ đây. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.